lần đầu tiên tại các địa điểm thi vắng bóng phụ huynh đứng chờ con cái. Để thực hiện tốt chỉ đạo không được tụ tập, thì sáng ngày 7 tháng 7, sau khi đưa thí sinh đến địa điểm thi, phụ huynh được lực lượng chức năng khuyến cáo không được tụ tập và nhanh chóng rời khỏi khu vực xung quanh địa điểm thi. Hình ảnh cha mẹ đứng đợi con trong kỳ thi tốt nghiệp mỗi năm đã trở nên quá quen thuộc với mọi người. Nhưng đối với tình hình dịch bệnh như hiện nay, hình ảnh đẹp này phải tạm biến mất vì lợi ích của cộng đồng và xã hội. Trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một số địa điểm thi như trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, trường Trung học phổ thông Marie Curie quận 3 hầu như vắng bóng phụ huynh đợi con trước cổng trường như mọi năm. Tại một số điểm thi ở quận 3, lực lượng chức năng yêu cầu phụ huynh rời đi ngay lập tức sau khi đưa con tới trường. Khu vực khuôn viên cổng trường được lực lượng chức năng chốt chặn, tạm phong tỏa để tránh phụ huynh tụ tập. Ngoài ra, phụ huynh còn được khuyến cáo không được đậu xe ở xung quanh cổng trường để chờ con. Được biết trường Trần Văn Ơn quận 1, ngoài việc mời phụ huynh rời khỏi khu vực xung quanh, thì nhà trường đã bố trí một khu vực chờ cho phụ huynh tại điểm trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng gần đó.